Ơi, câu số 21 đi các con nhỉ. He's the only child in his family, and so he can hardly enjoy gì. Ở đây chúng ta có động từ enjoy là verb rồi. Sau verb thì có thể điền gì? Sau verb các con có cái sự lựa chọn như sau là có thể điền trạng từ nếu như nó là trạng từ chỉ cách thức để thể hiện cách thức của động từ này, hoặc là các con điền danh từ, nó sẽ làm tân ngữ thể hiện cái đối tượng bị tác động của cái động từ enjoy này. Enjoy là thích, thì thường là người ta sẽ dùng là thích cái gì, cho nên là cái chỗ này là mình nên dùng danh từ thì hợp lý hơn. Dạ, thích cái gì? Brothers là anh em, brother là số ít, brotherhood là tình anh em, và brotherly thì là trạng từ, đúng chưa? Đấy, nó là tính từ. Brotherly là tính từ ạ. Brotherly là tính từ, mang nghĩa là như anh em. Thì câu này là anh ta là con duy nhất trong gia đình, vì thế nên là không thể nào mà gọi là có được cái tình anh em, đúng không ạ? Hợp lý nhất là mình sẽ dùng từ brotherhood, chứ mình không nói là thích những người anh trai. Anh ta hiếm khi thích những người anh trai thì không phải, nên là anh ta hiếm khi có thể là thưởng thức hoặc là hưởng thụ được cái tình anh em. Tình anh em cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Brotherhood. Ok chưa các con? Ok nhá. Rồi câu số 22 đi ạ. Ở đây có một số người thì không có anh em để mà có được cái gọi là cái enjoy, cái brotherhood. Nhưng mà lại cũng có những người là có anh em nhưng mà lại là gì đấy ạ? Đánh nhau suốt ngày, fighting suốt ngày, đúng không ạ? Người ta gọi là sibling fight, đúng không? Sibling fight. Sibling fight có nghĩa là anh em đánh nhau, cãi lộn suốt ngày, đúng chưa ạ? Hôm nay học xong cái bài này nhá, thì nhớ lại rằng là có những người là muốn có một người anh, một người em để mà nhường nhịn, không có đây, đúng không ạ? Nếu như mình có một người anh hoặc có một cái người em thì cố gắng là nhường nhịn nào nhá. Ok, now bây giờ cô sẽ đến với câu số 22 này. The patient was lying on the bed. Yeah. Đó là bệnh nhân thì đang nằm, đây là động từ nằm. Nằm ở trên giường. Thì nằm bây giờ mình sẽ chọn gì? Chọn tính từ, danh từ hay là trạng từ? Và với verb thì verb này thì mình không, cái verb này không đi với tính đâu, cho nên là không chọn xe được đâu ạ. Còn cái này đó là tỉnh táo thì chắc là mình nên chọn trạng từ thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái câu này mình chọn gì ạ? các con thân mến, câu này ấy là đáp án đúng là đáp án C đấy, được chưa ạ? Chứ không phải là loại đâu. Ok chưa ạ? Để cho các con đỡ bị lẫn thì cô sẽ chọn đáp án ngay cho các con nhé. Cấu trúc của chúng ta đó là lie đi với động từ lie, là nằm, đi với tính từ là nằm như thế nào, nằm ở trong một cái trạng thái như thế nào. Ví dụ như là nằm mà nằm thức chẳng hạn nhé, mình sẽ dùng là lie awake, được chưa? Lie awake. Còn đây là nằm tỉnh táo thì sẽ là lying unconscious. Vì thực tế là cái tỉnh táo này ấy, nó là của cái người bệnh nhân chứ không phải là của từ nằm. Không phải là nằm mà lại là nằm một cách tỉnh táo. Tỉnh táo không phải là tính chất của cái từ nằm, mà tỉnh táo là tính chất của người bệnh nhân cơ ạ. Và vì thế cho nên là nếu như các con không hiểu thì nhớ giúp cô đó là lie là đi với lại là tính từ nha. Lie đi với tính từ có nghĩa là nằm cộng với lại là một cái trạng thái như thế nào. Đó, thì ở đây nếu như các con nhớ được cái cụm đó là lie awake có nghĩa là nằm thức đấy. Ví dụ như là giờ đề ngày mai là đi thi, đúng không ạ? Đêm nay là lie awake, nằm thức, hồi hộp, đúng không chưa ạ? Xong rồi là bị mọi người là giục đi ngủ để giữ sức khỏe để còn thi đấy. Lie awake thì tương tự như thế sẽ là lie unconscious, nằm mà bất tỉnh. Yeah. Ok, xong một tờ nữa. Ôi, sắp xong rồi. Bây giờ mình sẽ đến với câu số 23 các con nhé. Managers of small businesses prefer on doing their management work. Ok, nào, ở đây thì có động từ prefer rồi. Sau động từ này thì bây giờ cô để ý nhanh là cái này là danh, cái này là danh, cái này là danh và cái này cũng là danh luôn. Chứng tỏ là cái chỗ này là đáp án là chắc chắn là danh, đúng không ạ? Đó. Đấy, rất là thông minh. Nhưng mà vấn đề là bây giờ danh thì chọn danh từ nào? Người quản lý của những cái doanh nghiệp nhỏ đấy ạ là thích tập trung nhỉ? Thích tập trung nhỉ? Thích cái sự tập trung đấy ạ vào làm cái công việc quản lý của họ nhỉ? Bây giờ cô có này, centrality của cô nhá. Centrality ở đây có nghĩa là cái tình trạng tập trung. Centrality, tình trạng tập trung, được chưa?
Tiếp theo là centralization. Centralization của cô có nghĩa là cái sự tập trung. Từ này nằm trong cái từ vựng mở rộng của sách giáo khoa đấy các con ạ. Centralism thì nó mang nghĩa là chế độ. Cái ism này thường hay mang nghĩa là chế độ hay là một cái chế độ, đúng không ạ? Hoặc là một cái chủ nghĩa gì đó. Dạ, còn central là trung tâm của cái gì? Trung tâm thành phố ạ, city center. Được chưa? Thế thì câu này thì mình sẽ chọn cái từ gì thôi ạ? Từ đáp án B. Được chưa? Nhớ giúp cô là centralization có nghĩa là cái sự tập trung. Được chưa? Thì các con sẽ lựa chọn đáp án đúng cho câu này rất là dễ. Đó. Thế còn centrality của chúng ta có nghĩa là cái tình trạng ở trung tâm thì không phải. Tình trạng, được chưa? Hoặc là xu hướng ở trung tâm thì không phải. Thường thì các con sẽ hay bị lăn tăn giữa hai đáp án này. Được chưa? À, học kỹ câu số 23 này giúp cô nhé, vì nó là bộ đề dự đoán. Cho nên các con học giúp cô này. Câu số 24. Don't worry, our new product will keep your bathroom clean and... Nào, ở đây là keep, cấu trúc với từ keep là giữ cho cái gì, như thế nào. Đây là giữ cho cái gì, đây là sạch sẽ thì mình dùng tính từ clean. Và sau đó là and thì mình cũng sẽ tiếp tục dùng một cái tính từ nữa. Tính từ này của cô thì mình có từ odor thì mang nghĩa là mùi. Là sạch sẽ và không có mùi, đúng không? Đấy, không có mùi mình dùng cho cô từ odorless. Ok, tính từ không mùi. Odor là mùi. Odorless, không mùi. Ok, câu số 25 đi ạ. I'm sure they will be very at your success. Nào, câu này cũng là một câu cô rất là ưng luôn. Là nằm trong bộ đề dự đoán của cô mà. Yeah. Là điền một cái tính từ vào đây là chắc chắn rồi. Vì cái này có to be và có very. Yeah. Mà tính từ ấy, thì bây giờ chọn tính từ gì? Cái này nó là delight, là danh từ rồi. Được chưa? Delight là danh từ hoặc là động từ. Danh từ hoặc là động từ nhá. Delighted. Bây giờ mình có delighted, delighting và delightful. Thì thật ra là delighting thì khá là ít dùng. Delighted thì sẽ mang nghĩa là hài lòng về cái gì? Hài lòng nhá. Thì cái này các con nhớ giúp cô là nó giống như là từ pleased. Cả hai cái cùng là ed như thế này. Là hài lòng. Yeah. Còn delightful có nghĩa là thú vị. Để ý kỹ cái sự khác biệt giữa hai cái này. Thì đi thi mà rơi vào cái này là trúng tủ luôn. Lại yêu cô Phương quá. Đúng chưa? Bây giờ câu này là tôi chắc chắn rằng là họ sẽ hài lòng. Với cái thành công của bạn thì hài lòng chắc chắn sẽ là đáp án B. Ok chưa ạ? Rồi câu số 26 đi ạ. I'm afraid I'm not really to comment on this matter. Nào, cái này cũng là to be và dùng really là trạng từ rồi. Cho nên cái này nó sẽ là tính. Tính nhưng mà không ai dùng, cái này là danh này, loại này. Tính nhưng mà không ai dùng qualitative, vì qualitative này thì sẽ mang nghĩa là thuộc về định tính. Thuộc về định tính ạ. Chúng ta còn có một cái từ nữa là từ quantitative. Quantitative này là thuộc về định lượng. Được chưa? Đó. Thì khi các con gặp hai cái từ này ấy, được chưa? Thì đây là hai cái từ cực kỳ quan trọng sau này các con đi học đại học ấy, là các con sẽ gặp hai cái từ này rất là nhiều, qualitative và quantitative. Cái này là quantitative nhá. Bởi vì nó ăn từ từ quantity là số lượng ra và qualitative là ăn từ quality ra. Được chưa? Chúng ta có từ quality, quality là danh từ chất lượng nhá. Còn quantity là số lượng. Thì từ đó mình có qualitative là thuộc về định tính và quantitative là thuộc về định lượng. Cái phương pháp định tính và phương pháp định lượng thì nó sẽ rất là khác nhau. Và khi các con học đại học thì chắc chắn là các con sẽ học cái này. Được chưa? Đấy, phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Được chưa? Khi các con đi học ở nước ngoài nữa thì lại càng học càng cái này nhá. Nào, qualify là đủ điều kiện cho cái gì? Được chưa? Thì cái câu này ấy, mình sẽ dịch nghĩa là tôi e rằng là tôi không đủ tư cách ấy. Được ạ? Tư cách hoặc điều kiện mình dùng cho cô từ qualify này. Được chưa? Đấy, tư cách này. Hoặc là điều kiện này. Không đủ tư cách hoặc là điều kiện để làm gì. Được chưa? Cái từ qualify thì mình không dùng đâu ạ. Nhá. Dùng cho cô từ qualified. Đó. Mang nghĩa là đủ tư cách. Nhá. Rồi, câu số 27 đi ạ. Does Mr. Ba bring his farm to the local market every day? Đây là ông Ba là có mang những cái sản phẩm nông nghiệp của mình là tới chợ địa phương không? Thì câu này mình có mấy cái danh từ như thế này. Danh từ product của cô là sản phẩm. Được chưa? Câu này hình như là cũng có trong chương trình sách giáo khoa.
từ vựng mở rộng của sách giáo khoa đây đúng không ạ? Product là sản phẩm. Productivity là danh từ hiệu suất nhá. Từ này cũng rất dễ để được kiểm tra trong nhiều cái câu khác. Production có nghĩa là cái sự sản xuất. Thế còn produce thì nó là động từ mang nghĩa là sản xuất và là danh từ mang nghĩa là nông sản. Đấy, nông sản nhá. Cho nên là câu này mình sẽ chọn đáp án gì rồi ạ? Mang nông sản ra chợ để bán đúng không? Mang nông sản đúng chưa ạ? Thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án gì? Ok chưa ạ? Nhớ nhá. Nhớ nhá. Rồi, produce, farm produce. Ok, câu số 28 đi ạ. His speech was careful and but his words seemed to make no sense. Nào, bài nói có vẻ như rất là cẩn thận và gì đấy, thế nhưng mà lời lẽ là dường như là chẳng có cái ý nghĩa gì. Ở đây chúng ta có make no sense mang nghĩa là không có ý nghĩa gì cả. Như vậy ạ. Rồi. Thì chỗ này là cần một cái tính từ. Bởi vì là clear, careful của chúng ta cũng là tính từ. Thì hai cái này kết hợp với nhau với lên từ N. Distinguished của cô là tính từ nhá. Từ này mang nghĩa là lỗi lạc, xuất sắc, lỗi lạc. Xuất sắc hoặc là lỗi lạc. Distinguished. Yeah. Rồi tiếp là distinct là tính từ. Thì sẽ mang nghĩa là rõ ràng, mạch lạc. Đấy ạ. Distinctive thì mang nghĩa là dễ phân biệt. Đấy. Cái câu hỏi này là cực kỳ là dễ nhầm lẫn các con nhé. Và distinguishable tức là có thể gì rồi ạ? Cái này là đuôi able thì mang nghĩa là có thể phân biệt được. Trong câu này mang nghĩa là bài nói thì khá là cẩn thận và gì ạ? Khá là cẩn thận và rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà lời lẽ dường như là make no sense ấy. Tức là những cái lời lẽ ở đây là gọi là kiểu sáo rỗng ấy ạ. Mình dịch là sáo rỗng đi cho dễ hiểu. Đấy ạ. Lời lẽ là sáo rỗng. Nghe có vẻ là cẩn thận và rõ ràng. Đấy ạ. Thì câu này mình không chọn từ lỗi lạc được. Và mình cũng không chọn là có thể phân biệt được. Đấy ạ. Đấy, thì câu này chọn cho cô từ distinct. Đấy. Câu này là cái câu khó của cái đề này các con nhé. Nhớ giúp cô ạ. Để ý giúp cô nhá. Rồi, ok, đến câu số 29 đi ạ. Tất cả những cái nhân vật trong cuốn sách này thì là nhân vật tưởng tượng. Nhá. À, thì câu này cô cần một cái tính từ phù hợp nhá. Lúc nãy cô đã nói với các con về cái từ này rồi. Nhá. Imagination là danh từ, thể loại. Ok. À, bây giờ mình có imaginary, imaginable và imaginative. Thì chọn từ nào? Chọn từ nào ạ? Cô có này. Cái từ này là lúc nãy là mình học bằng cách là mình nhớ là nó tương đương với creative. Có nghĩa là giàu trí tưởng tượng và sáng tạo. Từ này thì mang nghĩa là có thể tưởng tượng được. Còn cái từ này thì nó mang nghĩa là ảo. Thấy chưa? Vậy thì tất cả những cái nhân vật ở trong sách này thì đều là những cái nhân vật làm sao vậy ạ? Nhân vật tưởng tượng, ảo ấy, đúng không ạ? Chứ không phải là nhân vật có thể tưởng tượng được hay là nhân vật gọi là giàu trí tưởng tượng này là đi với tác giả. Đấy không? Thì bây giờ mình nói là những nhân vật này là những vật tưởng tượng thôi thì mình dùng từ imaginative, tức là nhân vật không phải là nhân vật có thật. Đúng chưa? Nó giống như là ăn gì? Ăn true nha. Ok, sang câu số 30. Dễ nè. He is extremely about the history of art. Đấy, có to be và có extremely là trạng này. Thì cái chỗ này là sẽ là đi với tính. Nha. Và cái tính này của cô ấy thì cô có hai tính. Cái noun này là phân từ hai là được biết đến. Biết đến thì hay đi với for mà nghe được biết đến vì cái gì? Knowledge là danh từ thì bỏ. Nha. Ở đây cũng có hai tính từ, một là knowledgeable, mang nghĩa là rất là gì đấy ạ, rất là có hiểu biết đấy, đúng không ạ, có hiểu biết về cái gì. Thế còn acknowledged thì là được công nhận, cái này là được công nhận hoặc ghi nhận nhé, được công nhận. Thì câu này là anh ta rất hiểu biết thôi, đúng không ạ, rất hiểu biết sẽ là knowledgeable, đúng rồi ạ, các con comment rất là tốt nhá. Cảm ơn các con rất là nhiều. Các bạn VIP 90 chắc chắn là sẽ có cái điểm số là rất là cao đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta được rèn luyện hàng ngày với cô như thế này là chắc chắn là điểm cao. Không còn một cái một cái gì mà không thể tin được nữa đúng không ạ? Chắc chắn là điểm cao. Nhỉ? Câu 31 đáp án gì? Lại quay lại cái từ này. Distinguish, distinguish, indistinguishable hay là undistinguished hay là indistinct? Some great men have had school records. Yeah. Đó là một vài những cái người vĩ đại, một vài vĩ nhân đấy ạ. Thì là có gì đấy ạ? Kết quả học tập làm sao? Rất là bình thường. Được chưa ạ? Thế đây chúng ta có cái từ bình thường thì tức là nó sẽ trái với cái từ xuất sắc đúng không ạ? Chúng ta còn nhớ cái từ xuất sắc lỗi lạc là từ distinguished, là lỗi lạc đúng không ạ? Trái với nó là undistinguished,
trái với nó là undistinguished, thì sẽ mang nghĩa là tầm thường. Ok, undistinguished thì sẽ mang nghĩa là tầm thường nhé. Vì trái với lỗi lạc là giỏi, xuất sắc. Thì cái này là tầm thường, thì câu này mình chọn cho cô đáp án C luôn ạ. Undistinguished rất là tầm thường. Được chưa? Còn tiếp theo cô có từ indistinguishable thì có nghĩa là không thể phân biệt được. Extinguish này, thì cái từ extinguish này mang nghĩa là dập lửa đấy ạ. Bởi vì là cái gì vậy ta? Học tiếng Anh nhiều tiếng Việt quên rồi ạ. Nó là fire extinguisher ấy ạ. Là cái gì ạ? Cái xịt xịt thì chữa cháy đấy ạ. Cái bình chữa cháy, đúng rồi. Thì ạ, extinguish là chữa cháy, là extinguished. Đúng rồi. Indistinct thì là không rõ ràng. Distinct lúc nãy mình có từ rõ ràng đúng không ạ? Thì bây giờ in là trái nghĩa là không rõ ràng. Còn cái câu này là kết quả học tập tầm thường đúng không? Sẽ là undistinguished. Được chưa? Có thắc mắc gì không ạ? Không nhá. Rồi câu số 32 này. I often complain about my daughter's messy room and her for collecting the garbage can. Ok? Đó là tôi thường phàn nàn đấy ạ về cái phòng rất là bừa bộn của con gái và cái gì đấy của cô ấy là cho cái việc là thu dọn những cái thùng rác. Được chưa? Thì đây có her. For này là giới từ là đi với cái đằng sau rồi. Sau for là đây đang là verb in, danh động từ. Thì chỗ her này chắc chắn là đi với danh từ. Danh từ cô có này, responsible là tính, irresponsibility là danh, responsibility là danh, irresponsible là tính. Cái này chọn B hay là C ạ? Phàn nàn thì chắc là đáp án gì ạ? Phàn nàn thì chắc là đáp án gì rồi ạ? Đáp án B. Sự vô trách nhiệm, đúng không ạ? Tôi thường phàn nàn về phòng bừa bộn của con gái và cái sự vô trách nhiệm của nó trong cái việc là dọn thùng rác. Được chưa ạ? Ở đây có bao nhiêu con bị phàn nàn về vấn đề này ạ? Cô Phương ngày xưa ấy luôn luôn bị mẹ phàn nàn về vấn đề là messy room, đúng không ạ? Và cô nghĩ là ngay tại lúc này, cái phòng làm việc của cô lúc này cũng đang hơi bị messy một tí. Thì chưa? Messy cái gì ạ? Messy về đề thôi ạ. Trong cái phòng này ngoài đề ra thì không còn cái gì. Thì ạ? Và các đề của cô là xếp thứ tự là đây, bài này, xong rồi đến bài kia, xong đến bài này, xong đến bài kia, là cứ như thế rất là nhiều, rất là messy. Ok, hai câu nữa thôi các con nhá. Câu số 33. An employer may look with on a young college graduate. Được chưa? Thì câu này là giới từ rồi. Giới từ thì sau đây sẽ là danh từ hoặc là verb in. Được chưa? On cái gì thì lại một cái giới từ khác đi với danh từ phía sau rồi. Chỗ này chắc chắn là danh từ. Được chưa? Bây giờ cô có suspicious là tính từ, nghi ngờ. Suspicious là danh từ, sự nghi ngờ. Suspect là cái người nghi ngờ hoặc là cái người bị nghi ngờ đấy ạ. Được chưa? Và suspiciously có nghĩa là trạng từ. Thì ở đây dọn danh thì sẽ là đáp án B thôi. Được chưa? Một cái người chủ có thể nhìn với cái sự nghi ngại, với cái sự nghi ngờ đấy ạ, về một cái người ra trường trẻ. Ok chưa ạ? Alright, và câu cuối cùng các con ơi. Câu 34 ạ. The cash and carry is only $50, but they charge extra for. Now cash and carry là thường hay nói về siêu thị đấy ạ. Là mình mang tiền mặt đến rồi mình mang đồ về. Nhạ? Thì cái khoản này là nó là $50. Thế nhưng mà đối với giao hàng thì là họ charge, tức là họ tính tiền đấy ạ. Họ tính tiền thêm. Tính tiền thêm ạ. Charge extra. Thì tính tiền thêm đối với việc giao hàng. Đây sẽ là điền danh từ. Đây là giới từ sẽ là điền danh từ ạ. Việc giao hàng của chúng ta sẽ là từ nào đây ạ? Đúng rồi. Rất là nhanh chóng nhỉ. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Delivery. Ok, là cái việc giao hàng nhá. Deliver là động từ. Deliver là người giao hàng, được chưa? Các anh Grab, các anh GoViet đúng không? Và delivering thì nó là verb in. Nhưng trong câu này thì mình dùng danh từ delivery thôi, đúng không ạ? Thì nó mang nghĩa là cái sự giao hàng. Xong chưa ạ? Dạ, tính thêm cước phí cho cái sự giao hàng này. Ok nhá. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái tiết học sau. Cô chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo.